clip xong hơi nha. Cái gì vậy chứ? Đá tôi đút nóng. Đá. Đá lạnh đó không? Ủa? Cái đá nóng hơn. Đá mình đá lạnh nóng hơn. Không chín nó sẽ chín. Bây giờ làm nó mới chín đấy đúng không? Vâng. Chế nó lên khói vậy. Thôi đá khói á. Hả? Đá khói. Mày cái đá nó nung rồi chứ đâu phải đá khói anh. Ủa đá nung rồi hả? Đá nung mới lấy cái hơi nóng mà bia nước vô. Đúng rồi. Đá nó bốc hơi lên. Chính xác, chính xác. Bốc hơi nó mới làm chín miếng thịt. Đúng rồi, chính xác. Nó nung nè, cục đá trứng á, đá nem đá trứng á đúng không? Ông đá này là đá mà ở cái phòng xông hơi massage nó dùng. Đây là dây xông hơi, dây xông hơi. Đá mà đá của tụi nó đẩy ra đưa lùi nó là massage đó. Đúng rồi, chính xác, đúng rồi. À, massage là cái cục đá đen đen á. Đúng rồi, chính xác. Nung nóng lên, nóng lên. Đó là cái lưng mình ấy, cái đầm nước. Là cái nước bia này lấy hơi nước nè. Đá đẻo là không được không? Mơ màng màng đẹp quá đi. Bốc lên nha mọi người ơi. Đồng đá đẻo không được không? Đá tràn ăn mới được nha. Ừ. Quá xong. Bây giờ chứ đâu có gì đâu. Nó hơi mệt rồi chúng tôi. Cái này chấm cái gì? Chấm với tương gì? Nhưng mà bác tài xin mới ra hồi nãy em ra vị rồi. Với hết chai bia mới được hả? Có hết một chai bia được. Hết chưa? Hết chai bia chưa? Rồi hết chai bia. Rồi. Tầm 2 phút nữa chị nha. 2 phút nữa mở ra là quốc. Cho thêm một chén tương rồi nữa nhé. Chén mắm mặn nữa em.